Các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Ngọc Lan tâm sự trong ngày mừng con đón tuổi mới, thổi bong bóng từ tóc ướt tới tóc khô queo luôn nha. Năm nay bạn 4 tuổi, bạn lớn bạn lì hơn, cọc cằn hơn, nhây hơn, nhõng nhẽo hơn, lương lẹo hơn, nhưng cũng đáng yêu hơn, tình cảm hơn, biết yêu mẹ hơn, biết buồn biết vui. Giáng minh mẫn để con lớn cùng với bạn. Mỹ Tâm trong chuyến chúc Tết các nghệ sĩ lão thành tại Viện Dưỡng Lão Nghệ Sĩ, cảm ơn các vị tiền bối đã dẫn đường cho thế hệ sau. Bố con cầu thủ Bùi Tiến Dũng đăng ảnh ngày, tiễn ông công ông táo về trời. Hai bố con Quế Ngọc Hải cũng có biểu cảm đáng yêu không kém. Thân Thúy Hà kể con gái mê áo này, đến mức đi ngủ cũng không chịu thay ra. Bảo Thanh xinh đẹp, khỏe khoắn po sơ hình bên con trai khoe bụng bầu lớn vượt mặt. Nghệ sĩ Trí Trung nhắn gửi đạo diễn Đỗ Thanh Hải cảm ơn em đã làm mọi cách để táo quân 2021 trở lại với sự mong mỏi của tất cả mọi người, trong đó có anh. Hy vọng sẽ phần nào xua đi nỗi ám ảnh của việc Covid trở lại vào đêm 30. Anh em nghệ sĩ Hoài Linh, Dương Triệu Vũ xung họp bên gia đình những ngày giáp Tết. Vợ chồng Khánh Thi, Phan Hiển khoe cơ ngơi mới rộng thênh thang, và tiết lộ sẽ trồng vườn hồng trên ban công. Bức ảnh ngẫu hứng tại ra giúp Hoàng Thùy Linh khoe vòng ba căn đầy.